Sinh thời, Đại thi hào Nguyễn Du đã từng nói về sự say mê đọc sách của mình. Sách vở đầy bốn vách, có mấy cũng không vừa. Những trang sách như những dòng suối mát lành đưa con người đến với những hiểu biết về lịch sử, văn hóa, đời sống xã hội, không chỉ của quê hương mình, mà còn là cánh cửa mở ra với thế giới bao la. Với hệ thống thư viện hoạt động hiệu quả từ cấp huyện đến xã, thôn, Quảng Điền là địa phương thành công trong việc đưa sách báo đến với người dân trong huyện, từng bước tạo thói quen đọc sách, ham đọc sách trong nhiều lứa tuổi. Những thư viện làng này là những dòng suối mát lành góp phần nuôi dưỡng tâm hồn người dân Quảng Điền hôm nay. Không khó để bắt gặp cảnh những cô già, những em bé tìm đến đọc sách ở thư viện Nguyễn Chí Thanh, thư viện mang tên một người con ưu tú của quê hương Quảng Điền. Lịch sử xuất hiện tên gọi Quảng Điền được ghi chép trong sử sách là từ năm 1558, khi Thái Tổ Gia Dụ Hoàng đế, tức chúa Nguyễn Hoàng, gây dựng cơ nghiệp ở miền Nam, gồm đất xứ Thuần Quảng, dựng dinh ở Ải Tử, đổi huyện Đan Điền thành huyện Quảng Điền. Là một huyện vùng trũng, từ thuở lập làng, đời sống người dân ở đây gắn liền với sản xuất nông nghiệp và ngư nghiệp. Tất cả đều phụ thuộc vào mưa nắng của thiên nhiên nên rất bấp bênh. Nhưng chính vùng đất ấy lại có nhiều nhân tài ghi danh vào bảng vàng, bia đá khoa cử. Nhiều tên đất, tên làng khi nhắc đến gợi nhớ tinh thần ham học, độ đạt cao của con dân trong làng như Thủ Lệ, Thạch Bình, Phước Yên, Xuân Tùy, Phổ Lại, Niêm Phò. Cho nên, tinh thần ham học, ham đọc sách của bà con Quảng Điền là một truyền thống được giữ gìn dưới từng mái nhà ở đây. Ở vùng nông thôn mà có được cái vở thư viện thế này thì rất giúp ích cho rất nhiều muốn đọc sách. Nhiều trường hợp mà những người muốn đọc sách nhưng mà không có thư viện á thì là không biết tìm đâu ra mà đọc. Mà nếu đi mua thì là thật không đủ khả năng để mà mua. Thì có thư viện đây thì tôi thấy rất là tốt. Trong nhân nghĩa, đạo lý sống có thủy có chung, đượm tình người lòng nhân ái bao la là phong cách sống từ ngàn xưa của người dân Quảng Điền. Đây là nhà thờ ông Trần Hữu Khác, người thôn Thạch Bình, thị trấn Sịa. Ông đỗ cử nhân khoa Quỷ Dầu 1873 và đỗ đề tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân khoa Đinh Sửu từ Đức năm thứ 30 1877. Trước khi ra thi hội, ông đã từng làm quan ở Tư vụ Bộ Lễ. Sau khi thi đỗ, ông được bổ chức ngự sử, sau đó bị cách chức không rõ lý do, rồi được phục hồi chức biên tu. Trên văn miếu Huế, tên tiến sĩ Trần Hữu Khác ở vị trí bia số 21. Thạch Bình là một làng còn nhiều khó khăn của Quảng Điền. Ước mơ học hành để giúp nhà, giúp nước là ước mơ bao đời nay của người dân ở đây. Chính vì thế mà trong thư viện của thôn Thạch Bình có treo tấm hình về người con thành đạt của làng mình, đó là ông Trần Hữu Khác, như một lời nhắc nhở con cháu ngày nay, noi gương người xưa, chăm chỉ học hành để lập thân giúp đời. Người đi trước dìu dắt người đi sau vào con đường học hành bằng nhiều cách. Như tại thư viện Thạch Bình này, một phần nguồn sách là do nhóm thiền nguyện, Hội đồng Hương Quảng Điền tại thành phố Hồ Chí Minh tặng. Và một phần là sách của thầy Đinh Kim Long, hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Nguyễn Chí Thanh tặng.
những cuốn sách cũ mới đều được các chị quản thư và bạn đọc nâng niu trân trọng. Sách tuy cũ nhưng kiến thức thì không bao giờ cũ. Những thư viện làng này đã góp một phần vào việc hướng thanh thiếu niên tìm đến với niềm say mê bổ ích lành mạnh. Trong mấy cuốn sách lịch sử là mình qua mượn là trong mấy cái mà trong sách cổ sách lịch sử lớp 7 lớp 8 cổ là mình qua mượn là có mấy cái mở là cô hỏi thêm là mình biết là mình đã lời được để đọc sách là có là tương lai hơn mà mở mang thì tùy. Mỗi thư viện làng được lập ra ở Quảng Điền là một điểm sáng về văn hóa đọc. Sau hơn 30 năm đi dạy học, bây giờ nghỉ hưu, cô giáo Đỗ Thị Hòe ở thôn Lương Cổ, thị trấn Sịa đã mở thư viện này để phục vụ cho các em học sinh tiểu học và trung học cơ sở ở trong làng. Tấm lòng cô giáo già đã không quản tuổi, cần được nghỉ ngơi, vẫn tha thiết với sách vở, đưa sách vở đến với các em. Thật hạnh phúc khi đi sâu vào từng làng xóm ở Quảng Điền, bên những cánh đồng lúa, vườn cây, có những thư viện nhỏ. Không quy mô bề thế, nhưng chính những thư viện này chứa đựng sức mạnh chung của sách vở, đó là mở mang tầm nhìn, chắp cánh và nuôi dưỡng cho những ước mơ của những người dân ở các vùng nông thôn xa xôi. Vui ở chỗ là mình có thể giúp được cho một số em theo cái ý thích. Vì cái ham mê của nó thì kỳ xưa mình cũng có thích đọc sách, nhưng mà mình phải đi mướn, rồi mình phải đi thuê. Kỳ xưa là khi mà cô còn nhỏ là cô phải thuê. Tức là cái thời gian trước đó, là có cái giai đoạn người ta cho thuê sách, thì mình phải thuê. Nhưng mà chứ thì xã hội chủ nghĩa thì hẳn có cái vui hơn, sướng hơn là người ta xã hội công phục vụ. Tức là khi mà cô mở ra tủ sách thì có rất nhiều người ta đem sách tới cho. Mình nghĩ là cái sổ sách này là sổ sách mà một em là đọc rồi. Thì bây giờ em đọc vô đại học. Thì em đi đại học là em đọc nữa thì em thì đem tới cho thư viện. Thư viện mẹ em đọc. Niềm vui đọc sách là tìm ra cái hay cái tốt cho mình. Và tìm được những bài văn vận dụng trong kiến thức học tập. Thật không khó để bắt gặp những tủ sách gia đình, những thư viện gia đình như thế này ở Quảng Điền. Đây là tủ sách gia đình của ông Văn Đình Tiến ở thôn Sơn Tùng, xã Quảng Vinh, Quảng Điền, một người làm nông có lòng yêu sách đặc biệt. Nhìn những tên sách ở đây, người mê sách sẽ có lòng khâm phục và tin tưởng rằng, dù ở làng quê xa xôi, thì những người nông dân mê sách sẽ là những người giúp rút ngắn khoảng cách giữa nông thôn và thành thị về cảm nhận văn học, về sự thông hiểu lịch sử. Họ cùng bắt nhịp được với những tiến bộ khoa học kỹ thuật. Hình thức trao đổi sách đọc, cho mượn đọc tại nhà như ở thư viện gia đình ông Văn Đình Tiến đã góp phần làm lan tỏa và nuôi dưỡng văn hóa đọc ở các làng quê. Cứ cả mẹ bán siêng lắm. Thì cũng là gì chứ đúng lắm là có tủ sách cũng có tủ sách trong bãi đi. Ví dụ như là chiều rồi hoặc trưa hoặc tối rồi là mẹ em tập đúng nhau lại rồi đổi. Ví dụ như là chuyện biển là tôi cầm mấy cuốn sách lên lấy, hoặc là bụng buông thì chạy lên đổi. Thì bữa nay thì thông tin trên truyền hình này, trên mạng internet này rất là nhiều. Nhưng mà hình như là học sinh nó quên đi cái chuyện đọc sách ở nhà. Thì bây giờ mình nói sách tức nhiên là một cái tài liệu về một cái kho tàng mà trí tuệ của mình cất giữ lại. Chứ còn cái gì mình đọc, mình xem truyền hình hoặc là mình coi trên mạng rồi là sốc. Đưa sách đến với mọi người, nuôi dưỡng thói quen đọc sách, đó là việc làm cần nhiều tâm huyết
vô vị lợi và đầy say mê. Những người làm công tác văn hóa, thư viện và những người dân Quảng Điền, mỗi người từ vị trí và vai trò của mình đều đang nỗ lực góp phần đưa ánh sáng văn hóa, ánh sáng trí tuệ đến với người dân quê mình. Niềm say mê với sách mà chúng ta bắt gặp từ những bạn đọc ở Quảng Điền hôm nay càng cho chúng ta tin rằng trong hành trình trưởng thành và phát triển của xã hội cũng như bản thân mỗi con người, sách là người bạn đồng hành không thể thiếu và vô cùng cần thiết. Chính vì thế, trong không gian của làng quê, những thư viện làng là những nguồn suối mát lành nuôi dưỡng tâm hồn nhiều thế hệ, mà Quảng Điền là một điển hình.